đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cùng chào đón năm mới của những người đam mê chạy toàn quốc và quốc tế. Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024 thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia, tổng giải thưởng mang tiền mặt lên tới 550 triệu đồng. Đây là giải chạy mang tính chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, có sự tham gia của 67 vận động viên quốc tế và toàn bộ đội chạy đường dài của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam. Giải cũng có hệ phong trào cho các vận động viên trong và ngoài nước đăng ký thi đấu ở 3 cự ly gồm bán marathon 21,0975 km, 10 km và 5 km. Để bước vào một năm mới thì chúng ta cần có những cái niềm tin, động lực của bản thân. Chính vì thế em cũng đã tham gia cái giải chạy để tạo ra động lực bắt đầu một năm mới đáng chờ đợi. Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Một đường chạy lớn đã được tạo ra, tôi cũng như các vận động viên khác đều rất nỗ lực và đã có những khoảng thời gian vui vẻ, hào hứng mở đầu năm mới. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hiệp hội Điền Kinh Châu Á và Công ty Herbalife phối hợp tổ chức.